Em chào chị ạ. Được biết là chị là đối tác về mở quán cà phê của Ren Coffee thì nay là chị có nhu cầu sử dụng cà phê cho gia đình. Thì chị cho em xin một số cái trải nghiệm và đánh giá về cái chất lượng cà phê. Là mình cà phê này thì thực ra là cũng là vô tình. Và mình cũng dùng ra ông xã nhà mình uống cà phê là chính, mình cũng chỉ là thưởng thức cùng thôi. Thế cà phê này là ngày xưa là mình có một người bạn, bạn ấy cũng giới thiệu, vì mình vào là mình uống cà phê thì ra mình cũng không cảm thấy là ưng ý, thì cảm thấy nhiều khi là có những cái hương vị nó khác, nó không phải là chỉ có hương vị cà phê không, chứ là họ sẽ có những hương vị như vani hay cái gì đó, cảm giác cái mùi bơ ấy. Nên các bạn là thế, bạn chị dùng thử cà phê này, thì đúng là từ khi mà mình chuyển sang cà phê Green Coffee ấy, mình rất là hài lòng, bởi vì khi mà cái pha lên cái hương vị cà phê, cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu, và nó thực sự là cái mùi mà mình mong muốn. Tại vì thực ra mình trước đây mình cũng đã đi vào trong vùng cầu đất rồi, nên mình luôn tìm cái hương vị của cái mùi cà phê tự nhiên đấy. Thế là mình đã gặp được cái Green Coffee này ấy. Từ đấy thì mình đã dùng cái này, và thực ra khi mình làm ở công ty ấy, đối tác nước ngoài đến thì thường là mình sẽ dùng cái cà phê này là quà tặng cho họ khi họ về nước. Thì với cái mức độ hài lòng như thế thì chị có sẵn sàng giới thiệu sản phẩm Green Coffee cho đến bạn bè của chị hoặc là người thân? Đây là mình đã giới thiệu rồi, đẹp không cần đến đâu, mà vì thực sự là khi một cái sản phẩm tốt và sản phẩm mà thực sự là cái hương vị nó vừa phù hợp với mình, nó lại là cái đặc sản của Việt Nam nữa. Nên mình không chỉ giới thiệu cho bạn bè mình đâu, mà kể cả các bạn nước ngoài nữa, những đối tác đến công ty mình làm việc ấy, mình đều mời họ dùng cà phê tại công ty, và gần như là họ đều mong muốn được nhận một cái món quà như thế này mang về. Rất nhiều bạn của mình rồi, từ Ba Lan này, từ Úc này, cả Đức nữa, các bạn ấy mình cũng đã giới thiệu hết, và đấy là quà tặng của các bạn nhé. Thay mặt công ty thì em xin chúc chị luôn có một cái sức khỏe tốt. Cảm ơn chị đã tin dùng sản phẩm của Ren Coffee ạ. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn Ren Coffee. Dạ vâng. Mong các bạn sẽ luôn có nhiều sản phẩm tốt nữa. Dạ vâng. Mình sẽ sẵn sàng giới thiệu cho mọi người. Dạ vâng. Khi mà Ren Coffee vẫn làm theo đúng như cái mà Ren Coffee đã cam kết và dạ gửi gắm trong sản phẩm theo của cái mình. Tiêu chí là sản phẩm là cà phê sạch và hạt mộc nguyên chất. Dạ, cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị.